thưa quý vị hôm nay đọc và gửi tới quý vị với một câu chuyện mà người đàn ông một người chồng đã chia sẻ lại về đêm tân hôn đầy cay đắng và phát hiện ra bí mật động trời của vợ mình và trước khi bước vào câu chuyện này tôi mong quý vị nào đam mê chuyện tâm linh chuyện ma hãy ghé qua đăng ký cũng như theo dõi ủng hộ kênh mới mở của tôi đó là truyện ma miền đông tôi rất chân thành cảm ơn và giờ đây tôi kính mời quý vị lắng nghe chi tiết về câu chuyện mà người đàn ông đã chia sẻ lại tối đó tôi giả vờ rủ vợ đi ăn mừng kỷ niệm một tháng kết hôn rồi cố ý chuốc cho cô ấy thật say bế vợ đã say mềm lên giường Tôi chắc mầm rằng đêm nay Mình sẽ được tân hôn rồi Trần đời có ai cưới cả tháng Mà không được vợ cho tân hôn Không hả mọi người Chắc chắn Chẳng có ai đúng không Chỉ có riêng tôi mà thôi Tôi và vợ quen biết nhau Qua mai mối Ở cái tuổi cũng gọi là quá lứa Lỡ thì rồi Thời gian cả hai quen nhau Vì tìm hiểu rất chóng váng trong vòng 4 tháng ngắn ngủi Cứ nghĩ vợ sẽ hào hứng và mong chờ đêm tân hôn giống như tôi Ai ngờ khi tôi chạm vào người thì cô ấy đẩy ra nói rằng đã mệt lắm rồi Chỉ muốn ngủ luôn Nghĩ bụng cả ngày tất bật với công việc tiệc cưới Đêm hôm trước lại không được ngủ ngon nên vợ đã mệt thật Tôi cũng uống rượu say nên vui vẻ ôm vợ ngủ Mà chẳng làm ăn được gì Đêm hôm sau Tôi mon men lại gần Thì bất ngờ vợ lại đẩy ra Với lý do đến tháng Đúng là lý do bất khả kháng Thật tôi lại ngập ngùi chờ vợ Một tuần sau tiếp tục gạ gẫm Thì cô ấy cáu ẩm lên bảo Đợt này công việc đang bận bù đầu Không có thời gian và sức lực Để nghĩ đến chuyện đó trong lòng tôi lúc ấy khó chịu lắm, nhưng vợ chồng vừa mới cưới chẳng lẽ lại gây gổ cãi nhau, nên tôi đành chịu nín nhịn cho qua. chờ mãi mà công việc của vợ vẫn chưa hết căng thẳng và cô ấy cũng chưa hết mệt mỏi, cho đến tròn một tháng sau đám cưới, vợ vẫn chưa cho chồng tân hôn, thì tôi thực sự không thể nín nhịn nổi được nữa rồi. tối đó. Tôi giả vờ rủ vợ đi ăn mừng kỷ niệm một tháng kết hôn Rồi có ý chuốc cho cô ấy thật là say Bế vợ đã say mềm lên giường Tôi chắc mầm rằng Đêm nay mình sẽ được tân hôn rồi Tôi hào hứng Cười đồ của vợ Cô ấy có một thân hình khá quyến rũ Khiến tôi thầm cho rằng Mình may mắn khi có cô vợ như vậy Đến khi vợ trần trụi hoàn toàn hiện ra trước mắt thì tôi lập tức cảm thấy phấn nộ và căm hận vô cùng khi nhìn rõ vùng tư mật của cô ấy. Đêm ấy tôi bỏ sang phòng làm việc ngủ. Sáng hôm sau, vợ tỉnh dậy thấy bản thân đã khỏa thân và biết tôi đã phát hiện ra sự thật. Nên cô ấy đành thành thật thú nhận mọi chuyện. Vợ tôi đang bị mắc bệnh lây qua đường tình dục. Cô ấy đang tích cực chữa trị nên không dám để cho tôi gần gũi Còn lý do tại sao ư Đó là trước ngày cưới một tháng Thì gã tình cũ của vợ nghe tin cô ấy sắp lấy chồng Nên đã đến xin một đêm cuối Thời điểm đó tôi và vợ đã xác định quan hệ Nhưng cô ấy vẫn hào phóng tặng tình cũ đêm tình cuối Và đồng thời cũng rước về cho bản thân căn bệnh xã hội Lây từ gã đặt ông đó tất nhiên, đến khi nào vợ chữa khỏi được bệnh thì mới dám để tôi chạm vào người. Trong thời gian đó chỉ còn cách tìm cớ để từ chối chồng mà thôi. Ai ngờ đâu, tôi lại cố tình chuốc say vợ, bí mật của cô ấy nhanh chóng bị phơi bày. Như thế bảo sao tôi không phấn nộ và căm hận. Tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức, nhưng vợ cứ khóc lóc xin tha thứ nói rằng cô ấy không còn tình cảm gì với gã đàn ông kia cái đêm đó chỉ vì yếu lòng nên mới không làm chủ được cảm xúc còn canh bệnh vợ đang mang cô ấy sẽ chữa chạy triệt để trước khi chúng tôi xảy ra quan hệ vợ chồng thậm chí vợ còn đồng ý cho tôi ra ngoài giải quyết trong lúc chờ cô ấy chữa bệnh tại sao cuộc hôn nhân của tôi lại biến thành ra như thế này cứ tưởng lấy vợ được yên bề gia thất vợ sinh cho đứa con kháu khỉnh để tôi được làm bố gia đình êm ấm thuận hòa ai ngờ đâu vợ tôi lại tặng cho chồng một món quà chết giấc như thế này vừa cưới được một tháng đã ly hôn chuyện ẩm ý lên thì danh dự và mặt mũi của gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng mà chấp nhận tha thứ cho vợ thì tôi thấy cay cú và căm hận trong lòng thực ra chẳng biết phải làm như thế nào bây giờ mong quý vị các bạn cho tôi một lời khuyên vâng thưa quý vị và các bạn một câu chuyện mà người chồng người đàn ông đã chia sẻ lại theo tôi nghĩ đầy cay đắng và chua sót vì vợ chồng yêu nhau từng đó năm đó rồi đến với nhau cưới nhau và đặc biệt nhất là đêm tân hôn. Nhưng không ngờ, người vợ luôn luôn từ chối mỗi lúc mà chồng đòi quan hệ. Trong một tháng ròng rã, cưới vợ mà chẳng được gần vợ. Và anh đã phục cho vợ say để được ân ái người vợ yêu quý của mình. Và không ngờ, đêm tân hôn ngày để chuẩn bị tân hôn thì anh ta phát hiện ra một câu chuyện quá động trời bí mật của vợ. Vị vợ đã vướng vào căn bệnh xã hội, tức là trước ngày cưới vợ đã quan hệ tình dục với người tình cũ của vợ. Bây giờ anh ta rất là đau đớn và không biết làm như thế nào mới vừa cưới được là hơn một tháng mà giờ ly hôn thì sợ gia đình rồi sĩ diện đó mang cái tiếng mà giờ mà chấp nhận để tha thứ cho vợ thì anh ta vô cùng căm hận và cay cú trong lòng thì anh ta cũng muốn là quý vị và các bạn đưa ra lời khuyên cho anh ta và thưa quý vị trong thời gian gần đây tôi luôn cập nhật những câu chuyện hay những câu chuyện ngắn trong và ngoài nước để kịp thời gửi tới phục vụ cho mọi người được cô chú anh chị trong thời gian dài ủng hộ rất là nhiều. Tôi rất chân thành cảm ơn và tôi cố gắng tiếp thu những ý kiến của các bạn đã xây dựng đóng góp cho kênh của tôi để tôi ra những video đọc hay hơn. Đó, càng ngày càng hay hơn để là gửi tới phục vụ cho quý vị trong những lúc là rảnh rỗi, thư giãn, giải trí cho bớt phần căng thẳng cũng như hiểu biết thêm tình hình trong gia đình cũng như xã hội trên đất nước Việt Nam hiện à, hiện tại và cũng như là nước ngoài và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo xin chào và tạm biệt.